Clip trước với cái đôi loa mang thương hiệu của Đức MUF Bass 30 này. Và con đẩy này thì là 650W một kênh, đẩy hai kênh. Hôm trước thì em chỉ đấu lối với một cặp loa, nhưng hôm nay em đã đấu lối với hai cặp loa các bác ạ. Hai cặp loa. Đây, để mình cho các bác thấy này, em đã đấu lối hai cặp loa. Đây hai cọc này, hai cọc đây, đấu lối từ đít loa nọ sang đít loa kia. Cái đẩy này thì hai cọc này. Hôm nay thì khác hôm trước là em đã đấu lối tới hai cặp loa, một cặp MUF Bass 30 và một cặp loa này, một cặp thêm một, nay em thêm một cặp loa KS cũng mang thương hiệu của Đức. Loa cặp loa này thì
là cọc lo full và bát 25 các bạn ạ, sử dụng bát 25. Cặp loa MS này thì công suất đầu vào của nó là 400W, công suất rất khổ, công suất maximum lên tới 1600W. Và cái cặp loa KS này thì mặc dù là 200, xin lỗi các bác, mặc dù là bass 25 nhưng mà nó đã công suất của nó là lên tới 350W, công suất làm việc là 350W đấy. Em đấu nối hai cặp loa. Vậy tổng cộng là hai cặp loa này là lên tới 750W. 750W một kênh các bạn, một kênh. Vâng, và em đã đấu nối với con đẩy MVS này, MVS này. Con đẩy này là 650W. 650W là cung là ở trở kháng 8 ohm các bạn ạ. Nhưng mà con đẩy này khi mà chúng ta đấu nối hai cọc loa nó sẽ xuống trở kháng 4 ohm, thì con đẩy này nó là làm việc lên tới tầm 1000W các bạn ạ, 1000W đấy. Và để giải thích cho các bác là tại sao con đẩy này ấy 650W mà em lại đấu nối với hai cọc loa như thế này. Hai cọc loa là mỗi cặp mỗi kênh lên tới mỗi kênh là lên tới 750W. Vâng, đấy là công suất 650W là công suất ở trở kháng 8 ohm. Khi nó xuống 4 ohm, khi nó xuống 4 ohm thì nó sẽ ở cái công suất là tới 1000W các bác nha. Nên là hai cặp loa này ở trở kháng 4 ohm thì đánh thoải mái các bạn. Chúng ta hiểu là khi đấu nối một cặp loa thì đẩy làm việc ở công suất 8 ohm. Nhưng khi chúng ta đấu nối nối tiếp hai cặp loa vào thì đẩy nó sẽ làm việc ở công suất 4 ohm. Vì thế mà hôm nay em đã đấu nối hai cặp loa và em đã test nhạc cho các bác nghe. Hai cặp loa này thì đánh với con đẩy này công suất ra căng đét các bạn, nghe tức ngực luôn. Bây giờ em test nhạc cái này để nghe được chính xác, các bác lên đeo tai phone và các bác cảm nhận nhá. Chứ nghe ở ngoài nó khác hoàn toàn với ở trong clip đấy các bác ạ, khác hoàn toàn luôn. Ở trong căn phòng của em nó tầm hơn 30m², nó đánh tức ngực luôn ấy. Bình thường một cặp loa này nó đánh nó đến mức tức ngực rồi, nay em đấu nối hai cặp loa để chứng minh cho các bác biết là con đẩy này nó làm việc ở công suất 4 ohm thì như thế nào này. Nên là mà có một cái điều rất đặc biệt các bác ạ, con đẩy này thì trông rất là bình thường, nhỏ gọn thôi, bình thường trông nhỏ gọn hơn những dòng đẩy chạy mạch class AB. Ví dụ như những con đẩy này chạy mạch class AD, con đẩy Halong này, đẩy MF này, máy LA, những con đẩy này rất là nặng, nhưng mà công suất cho ra cũng chỉ lên tới 600W một cây này, 600W. Nhưng con đẩy này thì nó trông nó nhẹ nhàng hơn, nhỏ gọn hơn, nhưng nó lại làm việc ở mức công suất là 650W các bạn. Lý do là con đẩy này là nó chạy mạch class H, và một dòng mạch rất là công hiệu suất rất là cao và tiếng rất là sáng, các bác nghe rất là sáng. Và hôm qua thì em test nhạc cái bộ dàn con đẩy với con vàng với cặp loa mới này, thì có bác thắc mắc là bass nó nghe nó hơi đuối, nhưng mà đấy là các bác nghe bên ngoài, bác nghe qua clip rồi, còn bên ngoài nó đánh đủ để tức ngực các bạn. Cặp loa này rất là khủng khiếp luôn này. Các bác nhìn cái cặp bát của nó thì các bác đánh giá được bát nó sẽ ra như thế nào. Cái này thì nó bát nhiều bát ít nó còn liên quan tới sở thích của các bác nha. Có bác thì không thích nhiều bát, có bác thì này thích nhiều bát, có bác thì này thiên về chép nhiều. Cái này nó còn do sở trường, và con vang số này nó sẽ xử lý được theo ý thích của các bác cứ yên tâm.
Và chủ yếu hôm nay thì em làm clip để chứng minh cho mọi người là cái con đẩy tốt cho 50W kênh này nó đã đắn kênh đét hai cặp loa, hai cặp loa công suất rất là khủng. Thường thường thì loa bát 30 là lên đến 350W là cũng đã cao, mà cái con cặp loa MF mang thương hiệu của Đức này nó lên tới 400W các bác ạ. Và cái con cặp KS này bình thường những cái dòng bát 25 thì nó thường là 250W đến 300W, nhưng con này nó đã đầu vào của nó đã lên tới 350W các bác nhá. Hai cặp loa này đều là công suất khủng cả. Mình cho các bác là hai cặp loa này công suất rất là. Điện thoại em có giá cho nên em quay nó. Đây các bác nhìn nhá. Đấy 350W đấy, 350W đấy, 350W của cặp loa vân gỗ cái này, và 400W của cái cặp loa. Đấy, công suất đầu vào 400W của cái cặp loa MF này. Đấy. Các bác hãy nhìn thế. Em đấu lối hai cặp loa như vậy. Con đẩy này đánh rất là căng đét. Và qua đây thì em cũng mong mọi người hãy theo dõi clip của âm thanh Doãn Hưng. Và em mong mọi người là hãy vào kênh YouTube và gõ âm thanh Doãn Hưng. Mọi người hãy ủng hộ em, đăng ký cho em một nút đăng ký và một nút like các bác ạ. Này, các bác giúp em là các bác đăng ký kênh giúp em, và các bác cho em một nút like để kênh của em phát triển càng ngày càng lớn hơn. Em sẽ có nhiều các cái mặt hàng độc lạ và giá, và quan trọng là giá hợp lý để phục vụ các bác. Clip thì cũng khá dài, em xin dừng clip ở đây. Một điều mà về phần giá cả thì em báo qua rồi, hôm nay thì em báo qua lại, tức là các bác chỉ bỏ ra số tiền là có 3 triệu các bác đã được sở hữu một con đẩy này đánh hai cặp và loa full. Đấy, em đã chứng minh cho các bác, em đang chứng minh cho các bác thấy đấy. Và các bác yên tâm ở cái vấn đề là khi chúng ta mua con đẩy này, chúng ta mua thêm một cặp loa, sau này chúng ta vẫn có thể nâng cấp được một cặp loa nữa. Và các bác yên tâm là khi các bác cần công suất lớn, các bác vẫn có thể đầu tư thêm một cặp loa nữa. Đấy, một điều rất là hay, giá rất rẻ và công suất cho ra rất là khủng luôn. Chào các bác nhé.